Chào mừng anh em đã quay trở lại với Cà phê Nhân phẩm. Để thích nghi với mùa mới, khi mà anh em còn chưa biết hết những tộc hệ mới, những tướng mới sức mạnh ra sao, thì một bài đấu vừa mạnh, vừa dễ build đồ, vừa quen thuộc là lựa chọn quá hoàn hảo rồi. Và đội hình đấy là Saya Băng Hội 7.5, quen thuộc với Saya Carry nhưng cũng có nhiều mới lạ. Nên hôm nay hãy cùng Cà phê Nhân phẩm tìm hiểu xem, khi Talon ra đi thì Saya đã tìm được ai để đi cùng rồi nhé. Mùng 9 tháng 9, siêu sale ngày hội trăng rằm cùng shop cafenhanphẩm.com. Giảm giá toàn bộ tài khoản, sở hữu ngay tài khoản 100 skin chỉ với 99k. Xả ác tồn kho, không lo về giá, với danh mục xả ác tồn kho giảm 70%. Nick giá rẻ, chế độ bảo hành 1 đổi 1, uy tín top 1 Việt Nam. Mua càng nhiều, ưu đãi càng lớn, chỉ có tại shopcafenhanphẩm.com từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 12 tháng 9. Khi meta còn đang rất hỗn loạn, thì Saya với sức mạnh ổn định vẫn đang được dùng khá thành công. Trong mùa mới, Riot thay đổi các mốc tộc hệ của cả xạ tiễn lẫn cuồng long thì Saya chắc chắn được hưởng lợi nhiều nhất. Cuồng long với các mốc 2, 4, 6, 8, xạ tiễn với các mốc 2, 3, 4 thì quá dễ kích hoạt rồi. Khi đấy Saya vừa có hút máu toàn phần, vừa có tốc đánh đáng kể. Những tướng mới cũng đem lại làn gió mới cho đội hình hoàn thiện hơn. Thay cho Talon băng hội, chúng ta có Jayce là carry phép, tạo thành cặp đôi mới với Saya. Bộ đôi song sát này mang sát thương hỗn hợp, thay vì chỉ là sát thương vật lý như cặp đôi cũ. Thay cho những chống chịu cũ là những cái tên rất tiềm năng. Shen, vị tướng chỉ chống được sát thương vật lý, đã có bản nâng cấp hoàn hảo là Rakan, mang trong mình cả bí ẩn, chống sát thương phép cho cả team, lẫn hộ pháp, tăng chống chịu cho chính mình. Còn kỹ năng gây hiệu ứng giải giới sẽ khiến cả dàn tướng cận chiến của địch đứng nhìn nhau. Ngoài ra, On đã được loại bỏ vì ông ta có lượng chống chịu không quá tốt. Rất nhiều tình huống chưa gọi được dê mà đã nằm rồi. Mặc dù chiêu thức bá đạo, nhưng cách chọn mục tiêu lại rất đần. Saya từ khi xuất hiện trên BBE mùa 7 đã là tướng lỗi, vì vừa có sát thương lan dồi dào mà lại có hồi phục từ cuồng long. Sau nhiều lần nớp, chỉnh sửa mọi thứ từ chiêu thức đến chỉ số cơ bản, thì cô nàng vẫn là một trong những carry hàng đầu với giá 4 vàng ở 7.5. Với lượng sức mạnh cộng thêm từ bang hội, thì Saya như hổ mọc thêm cánh. Tiếp theo, hãy cùng Cà phê Nhân phẩm điểm danh những đôi cánh nào sẽ giúp Saya bay tới top 1 nhé! Đội hình tiêu chuẩn gồm Sejuani, Twitch, Rakan, Hecarim, Saya, Jayce, Bot, Shyvana. Sát thương chủ lực là Saya, Jayce và Shyvana. Đây là team công thủ toàn diện, với Saya gây sát thương vật lý, Jayce và Shyvana gây sát thương phép lẫn khống chế, đồng thời kích hai hóa hình để thêm 40% máu giúp cả hai châu bò hơn. Cô rồng bạo long vừa có thể cầm đồ sát thương với những cú khạc lửa bay nguyên team địch, vừa có thể cầm đồ chống chịu với lượng máu lớn từ cả băng hội lẫn hóa hình. Khi đứng trước sức mạnh tuyệt đối của team Saya cuồng long băng hội thì mọi vật cản đều chỉ là cỏ rác. Ngoài ra, Rakan, Hecarim và Bot bổ sung khá nhiều khống chế. Tuy nhiên, làm gì có chuyện lúc nào cũng roll ra Shyvana cấp 8 được. Do đó, chúng mình sẽ đề xuất các form có thể chơi cấp 8, rồi anh em có thể lên 9, xoay sang bộ khung tiêu chuẩn mạnh hơn mà chúng mình vừa đề cập ở trên nhé. Đội hình gồm Sejuani, Twitch, Rakan, Jayce, Saya, Idas, Bot. Với Idas là chống chịu chính, thì các carry như Saya, Jayce sẽ tha hồ xả sát thương. Khi khung đội hình đủ mạnh để lên 9, bạn có thể thêm Hecarim vào và thay Idas bằng Shyvana. Một biến thể khác là đánh full băng hội. Đội hình gồm Sejuani, Twitch, Jayce, Saya, Hecarim, Bot và tương tự. Khi mốc băng hội được đẩy lên cao, thì mọi chỉ số cộng thêm cho cả team là rất lớn. Vì thế, mọi tướng đều có sức mạnh lớn và có thể đứng lên làm carry. Nhưng đứng đầu vẫn là Saya và Jayce với lượng sát thương theo thời gian rất khủng. Lên 9 có thể kẹp thêm Rakan, còn Shyvana thay cho tương tự là ok. Sau khi giới thiệu xong line up, chúng ta cùng chuyển sang phần trang bị nhé. Với carry chính là Saya thì chúng ta nên build cho cô bộ trang bị đẹp nhất. Đầu tiên là cuồng đao để tích tốc đánh, giúp cô giải được nhiều lông nhất, sau đấy thu về gây lượng lớn sát thương. Tiếp đến là dê khổng lồ để tiêu diệt những rồng thần đang khuấy đảo meta. Đồ cuối có thể gia tăng khả năng sống sót như áo choàng thủy ngân, giúp Saya chống được khống chế cứng đầu round, hay áo choàng bóng tối chống được sát thương dồn. Huyết kiếm hay bàn tay giúp hồi nhiều máu hơn. Ngoài ra, dao điện, cuồng cung hay đại bác liên thanh là những món tùy biến. Khác với Saya, Jay sau khi dùng chiêu lần đầu sẽ chuyển thành tướng cận chiến gây lượng lớn sát thương phép, nên món đồ đầu tiên sẽ cần có hồi phục như huyết kiếm, bàn tay công lý. Tiếp đến, combo găng bảo thạch, vô cực kiếm là phù hợp nhất để gây sát thương.
Ngoài ra, Jace cũng có thể cầm mũ phù thủy, quyền trượng thiên thần hay dê khổng lồ cũng khá ok la. Nhưng khi bạn thừa đồ chống chịu thì đưa cho Jace cũng không tồi đâu. Chống chịu chính là Hecarim hay Idas tùy phong đội hình. Đồ phù hợp với chúng chắc không cần nói nhiều, nhưng mình vẫn sẽ nhắc lại cho anh em. Thú tượng thạch giáp, giáp gai, giáp lửa, giáp máu, vuốt rồng hay cả băng giáp, một trang bị mới cũng đang rất hot hiện nay. Khi team có nhiều băng hội thì hãy ghép cho những chống chịu đằng trước thật nhiều thông đạo Zeroth. Những con bọ được hưởng sức mạnh từ băng hội sẽ tạo thành dàn chắn hết sức khó chịu đấy. Cuối cùng, nếu bạn có Shyvana thì combo găng bảo thạch vô cực kiếm là đẹp nhất. Ngoài ra thì quỷ thư, mũ phù thủy, dê khổng lồ cũng rất hợp với long nữ. Cuối cùng, những đồ chống chịu thừa cũng có thể ghép cho Shyvana. Sau khi có đủ trang bị phù hợp thì chúng ta cùng xem cách xếp team nhé. Khi mà các đội hình đạt đến ngưỡng sức mạnh ngang nhau thì cách xếp team sẽ quyết định thắng thua rau đầu đấy. Cùng tìm hiểu cách sắp xếp đội hình Saya băng hội nhé. Đầu tiên, tướng carry chính là Saya. Hãy né những nguồn sát thương có thể kết liễu cô như sát thủ hay đứng chéo góc với Lux 3 sao phun đồ chẳng hạn. Lưu ý khi xếp Saya vào góc, hãy để ý xem nhà nào có găng tay Blitz từ đồ rèn của On không nhé. Tiếp đến là dàn chống chịu. Đằng trước có Idas, Sejuani, đằng sau là Rakan hay Jace. Cách xếp team cũng khá đơn giản, nhưng hãy để ý lốc hay máy chiếu để tránh cho carry bị dính nhé. Với đội hình có nhiều tướng 3 vàng 4 vàng thì cố gắng giữ máu up 8 là hợp lý nhất. Khởi đầu hãy cố gắng bắt một cây cung vì nó vừa hot và cũng vì chúng ta cần rất nhiều cung để ghép đồ cho carry. Đội hình phù hợp để giữ máu là Yone, Nunu, Sejuani, Ngộ Không, Lilia. Yone sẽ cầm tạm đồ Saya. Hắn cũng có thể cầm đồ sát thương phép cho Jace cũng được. Hay cũng có thể dead đầu game với Ezreal cầm đồ Saya và Twitch là carry phụ. Do đội hình có thể biến hóa để phù hợp từng trận đấu, nên anh em hãy linh hoạt cho những tướng phù hợp vào sân để giữ máu và tiến tới cấp 8 sớm nhất nhé. Một số tướng đầu game có thể cầm tạm đồ Saya là Seth, Ngộ Không, Kai'Sa, Aphelios. Hãy cố gắng dùng các tướng rẻ tiền nhất để tích lợi tức, ghép những đồ mạnh đầu game như dao điện, cuồng cung, giáp lửa, giáp máu để giữ máu thật tốt. Sau round sói, nếu còn quá ít máu, hãy lên 7 tìm kiếm Saya hay Jace 2 sao để có thể dậy tốt. Còn nếu lượng máu của anh em vẫn ổn áp thì hãy cố lên 8 và hoàn thiện khung đội hình chúng mình nêu trên nhé. Khi lên được 8, hãy roll những tướng chính của team như Jace, Saya, Idas lên 2 sao hết. Lúc này nếu còn thừa tiền thì hãy lên 9. Cuối cùng là những nâng cấp rồng thần phù hợp nhất với Saya băng hội mà chúng mình muốn giới thiệu đến anh em. Phù hợp nhất với các xạ tiễn nói chung và team Saya băng hội nói riêng đó là tên bạc. Nâng cấp giúp Saya gây sát thương theo phần trăm máu tối đa của mục tiêu. Rất phù hợp để khắc chế những bầy rồng hiện đang rất hot. Ngoài ra với hệ cuồng long thì chân hỏa hay nổi khùng rất phù hợp khi gia tăng lượng sát thương đáng kể. Tấn công điểm yếu giúp giảm lượng hồi máu của mục tiêu cũng như một chút xuyên giáp. Bản thân cũng là lựa chọn không tồi cho đội hình có khá nhiều nguồn sát thương cần tốc đánh. Những nâng cấp cho thêm mốc băng hội hay xạ tiễn cũng rất tốt, như trái tim băng hội, trái tim xạ tiễn. Không thể không nhắc tới các nâng cấp quốc dân như chiến lợi phẩm, phước lành vũ trụ, trí tuệ là chắn siêu công nghệ, nguyên tố luân. Ngoài ra, những nâng cấp kinh tế cũng rất phù hợp, quen thuộc là nhà tài phiệt hay mới lạ như giữ vững phong độ với cơ chế nhận gấp đôi lợi tức từ chuỗi thắng thua đều được. Cuối cùng, đây là đội hình rất nhiều carry nên những nâng cấp thêm trang bị như tiếp tế thành phần, nhà máy tái chế, tiếp tế trang bị, lò rèn băng hội đều sẽ có ích. Ưu điểm là sức sát thương lớn đến từ nhiều nguồn, đa dạng từ sát thương vật lý với Saya, Twitch đến sát thương phép với Jace, Shyvana. Chống chịu uy tín nhất hiện nay đã được chứng minh qua cả mùa 7, đó là Idas. Ngoài ra, Hecarim, Sejuani, Rakan cũng khá cứng cáp nếu cầm đủ đồ. Đội hình có nhiều khống chế cứng diện rộng khó chịu. Từ Hecarim sợ hãi toàn team, Rakan giải giới dàn tướng cận chiến, Bart hóa vàng khu vực đông nhất, Jace với pha đổi dạng, bổ búa hất tung. Dễ ghép đồ vì vừa có các chống chịu cứng cáp, vừa có tướng vật lý, lại vừa có tướng gây sát thương phép. Cuối cùng là dễ chọn nâng cấp, vì chưa cần những nâng cấp cộng thêm chỉ số thì lượng chỉ số cơ bản của team đã quá lớn như băng hội rồi. Chấp hẳn 1-2 nâng cấp thì Saya vẫn quét sạch team địch dễ dàng. Ngoài ra, đây cũng là bài đấu có thể đối chọi lại bài Aphelios Bạo Long đang rất hot trong meta. Còn nhược điểm dễ nhận thấy nhất là có quá nhiều tướng bậc cao như Hecarim, Bot, Saya, Idas, Jace, Shyvana nên cần rất nhiều tiền, rất nhiều tiền anh em ạ.
Ngoài tiến mua tướng thì chúng ta cũng cần ít nhất cấp 8 để roll. Nếu dev máu đầu game không tốt thì trước khi gặp được dòng thần ước nguyện, anh em có thể đã ra đi luôn rồi. Do đó sẽ cần rèn luyện kỹ năng xoay bài quanh đội hình mà vẫn giữ được lượng máu tốt, phù hợp với từng giai đoạn trận đấu. Vừa rồi là hướng dẫn chi tiết về Saya băng hội mới. Đây là đội hình dễ chơi, dễ trúng thưởng, lại còn khá quen thuộc với nhiều anh em, rất phù hợp để tìm hiểu mùa mới. Ngoài ra, sức mạnh của nó rất tốt và dễ triển khai. Nếu anh em muốn chọn một team leo rank ổn định thì hãy spam luôn vào ngay nhé. Nếu thấy video này hay, hãy để lại một like, một share, theo dõi và bấm chuông thông báo để ủng hộ chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo. Bạn đang tìm nơi để thỏa mãn đam mê với Liên Quân Mobile. Nếu vậy còn chần chờ gì nữa mà không có đến ngay với kênh YouTube Cà Phê Liên Quân, nơi cung cấp những góc nhìn đa chiều về phân tích meta, hướng dẫn lối chơi cũng như các thông tin sống động nhất về thế giới eSport AOV nha. Nghe là hấp dẫn hot hoàn hot liền đúng không ạ? Link kênh YouTube tụi mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả nha. Lên được thôi nào, let's go!